trong kinh điển 10 xã Thạnh Hưng, thị trấn Dòng Điền, tỉnh Tiền Giang các bạn. Rồi cái ngày chơi chơi dán xuống ở trên đây luôn, nhưng mà dán không tới gì. Xin chào quý vị. Giờ hôm nay là phút cuối cùng của mẹ, của bà, của người thân. Anh chị có người hiếu hà sẽ để nhiệm vụ hoàn nghệ thuật lấy đơn tiền dưới tứ ly để cho bà con cô bác anh chị mà có thể tranh thủ thời gian các vị kể ơn. Quá chịu hà, nổi quá nổi nè. Nhưng lời cho đại ca một tí. Hiền đại hãy nhầm đường, hiền đại ai đúng đắn, đường nào hiền đại lên được thì hiền đại cứ lên từ từ. Một màn biểu diễn nghệ thuật của Thanh Điền sẽ đem tiền ra mấy tấm tiền như là con quá anh chị. Thanh Điền cho lấy những tấm tiền mà con quá anh chị mình khích lệ tinh thần đó. Sau đó là có hai người tiếng pháo, tôi muốn trình diễn hay đẹp nhờ sự khích lệ tinh thần của tất cả cô bác chị em muốn cho anh trả lời trọng phúc cuối cùng để mong rằng ý nghĩa cho sẽ làm hết mình để nghề thuật ngày càng ngày đẹp đó. Và sau đây Thanh Điền sẽ từ giữa xe bay bay lên không, xe bay lên từ từ bay luôn. Đẩy lên luôn. Lên giò lên luôn. Thanh Điền sẽ biểu diễn một màn nghệ thuật thứ hai, giò lên phòng cái đầu xuống. Trời ơi, trời ơi, tấm tiền còn nguyên là con của anh chị đó. Ok, trở lại người cũ. Mày xin được không? Ở gì luôn đó, ở gì luôn đó. Đó, Thanh Điền cái xe hai cái tay ra nè. Đó, đó. Nhắm xuống rồi, cao quá. Đó kìa, đó kìa, có tiền cả. Cái cao quá, sao lên chảnh sao giỏi. Không nói đi để lên đó luôn. Đó. Có Thanh Lâm dùng những lệ thuật của mình. Thanh Lâm sẽ bay ngang, gắn lấy tính tiền, dành lên cái gì. Đó. Cái này thật là cái xin thế này. Dầu lửa chúng ta không còn bao lâu nhiêu nữa, hãy tranh thủ và cẩn thận. Dầu lửa chúng ta không còn bao nhiêu nữa các hiền đệ ơi. Vừa qua đã đến hết năm hết rồi, chúng ta chỉ còn có nửa sự nữa là hết cho các hiền đệ ơi. Sau đây Thanh Lâm và Vũ Hà sẽ một màn biểu diễn với tấm tiền mà không muốn anh chị mình kính lễ cho thành quả. Sau đây Thanh Lâm nè, Thanh Lâm sẽ đứng lên đầu của Thanh Hà. Cái địa bàn này hơi đẹp quá, được không? Được không em trai? Cái gì vậy? Trồng ghế cao quá không? Lên mẹ này, trồng ghế lên tới cổ rồi. Cao quá.
Bây giờ cứ xuống đây hạ được chưa? Hạ đây đó, tự xuống đây. Rồi cái chú cảm ơn cái chú quyết định thành thần. Và sau đây mấy em cháu sẽ biểu diễn và sẽ đặt một cái tự sự sắp xếp. Rồi thôi em sẽ tự sắp xếp lại. Thì thưa quý vị, em nhìn thấy cái ghế này là em cũng nhức đầu rồi đó. Nhìn thấy cái ghế này em muốn đau bụng rồi đó. Rồi quý vị cảm ơn em chị đang sắp xếp cái này như đi. Đây là cái chớ năm chục mét của mày. Đó là em ơi. Dừng cái ghế. Có thể xót quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cháu thằng cũ về cho thiền đệ dạy tao ơi. Các tu sĩ, ok, sẽ biểu diễn qua phần Du Hà sẽ cố gắng thực hiện vòng thanh long, sẽ biểu diễn nhịp nhàu lộn ngang và sẽ đốt ba cái ly và sẽ cắn tóc thì rồi sau đó trở đi bệnh viện gấp từng cái ly lại. Hồi nãy á, xiên qua thành ghế để bay trước. Còn bây giờ cái này nếu mà bay vô á thì mất chết. Mà cầm xuống á thì không tới. Mà nắm lên trên cái cổ dài quá, phù lồng là phải lộn ngang cái tay cổ lên trên. Và phù lồng là phải kéo cái cổ ra dài khoảng 2 gang. Nó có thể thùng xuống cắn được tóc thì như đó. Em phải thay thay thế mặt của đại ca, hãy biểu diễn cái cây dừa hả? Hãy biểu diễn thay mặt đại ca, sẽ biểu diễn lộn ngang và dùng cái đầu của mình. Ok, thì sao quá? Để biểu diễn thùng vô. Rồi mình quyết định để con ra thùng không? Ok, rồi nhẹ nhàng, rồi mình đứng đó, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, để xem đi. Để coi cái kêu tiến sĩ biểu diễn kéo mặt khẩu ra sẽ tới đâu. Nếu Vũ Hà mà thành công thì bà con của nó làm điệu thì nhà khấu ai lệ thằng bà con của nó nhìn thật là cái này ai mà chết đó. Cái này không phải cái ghế hồi nãy bay qua được đâu. Bây giờ thế nào chết đây từ xa bay qua được cái tay khẩu này thì rút cái người vô thì nhìn cái khẩu vô nắm cái đầu hết vô cái ghế. Để tiền lên giúp ba tham gì ba cái mà thằng con đó làm chị mình ăn cơm còn đổ mà thằng con đó làm chị mình không sao lấy nóng cho em ơi kéo ra một lát nữa là đụng lấy được tính tiền ok ghế nó đụng cái ghế 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 hết dầu rồi còn gì nữa không hiền để ơi ao cá sấu rồi các bạn ơi sao đây là cái gì.